Rồi, mình chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì với chủ đề hôm nay mình sẽ quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem một con máy cày Rubin 60 sẽ cày đất cho một cái miếng gò trong kia nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân mình đi vô cái miếng gò đó và xem chiếc máy cày này cày nha. Đó, thì con Rubin 60 này được gắn lên cái sườn hộp số là Honda F400, được gắn cái bánh xe như thế này nha, và giật máy là chạy đi vô trong trống. Thì bây giờ mình sẽ đi tổng mình quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Cô chú anh chị các bạn thấy cái đường rất là nhỏ nha cô chú anh chị, mà gắn hai cái bánh xe vậy chạy vô rất là tiện lợi luôn. Đây lúa thì nói chung là cũng sắp cuối rồi cô chú anh chị, đang vô gạo nè. Cái đường rất nhỏ nhưng mà chạy vô cũng rất là hay, chạy một bánh nữa cô chú anh chị. Anh nhổng một bánh mé ruộng lên, còn một bánh là nghiêng này chạy nè, rất là điêu luyện. Rồi thì bây giờ đã tới được cái miếng gò nè cô chú chị. Cái miếng gò này có gừng mà có hình như mới nhổ thì là hay ngồi vậy cô chú chị. Cái ao rất là rộng ha, hai ao luôn. Rồi thì bây giờ tới cái gò, anh chuột máy chuẩn bị lột hai cái bánh ra, lắp hai cái giò sới vô. Này là 12 que, hai bên là 24. Con Rubin 60 này cũng chạy bằng động cơ diesel nha cô chú chị. Con này cũng rất là trâu nha, nó mạnh, nó bền, không kém gì cái con Yamaha là 60 luôn. Rất là đơn giản, chỉ tháo cái chốt, lột cái bánh, lắp cái dàn sới vô. Đi vô mấy cái đường nhỏ này có mấy cái bánh hơi rất là tiện lợi. Không biết chuẩn bị anh chủ gò trồng cái gì mà phải vôi quá chừng trắng luôn cô chú chị. Xử lý đất rồi cài lên ha. Rồi, bây giờ đã lắp dàn lưới sới vô để chuẩn bị ảnh cuốn ly về xong là anh chạy nha. Cánh đồng lúa nhìn rất là đẹp nha cô chú chị. Đó, có cái nhà yến màu xanh nhìn cũng rất là đẹp lúc trên đó cô chú chị. Đợi anh chu gò, anh rải ba cái vôi cho giáp cái miếng này nè, rồi mới bắt đầu cài nha. Kêu là con Rubin chứ cái tên nó là gì nha, chạy vào động cơ diesel. Thường thường thì những cái bình dầu của con loại 60 là nằm ngoài đây, còn giờ cái con này là nằm ngay góc này, thiết kế cũng rất là đẹp. Rồi thì bây giờ bắt đầu cài nha cô chú chị. 24 que sới. Cài cái là muốn cần giáp cái bò bự này luôn. Cái bò bự này còn cả 1m2, 1m3 mà. Cài cái muốn giáp luôn nha cô chú chị. Bóp ba dao bên kia là nó đứng cái đầu bên kia lại, là bên đây nó quay đầu nha. Rất là hay luôn. Cái máy này có cái hay cái là mình bóp bên nhau bên đây là cái bên đây đứng, bên kia nó vẫn quay đầu bình thường. Hôm nay cái miếng gò này cũng bị mắc mưa nè, nên đất nó còn ở dưới hơi bị ướt.
Bữa nay nắng ngon quá nên cài lên phơi luôn. Tính ra con nay cái con này nó nhỏ mà nó chạy tới 24 que cũng quá là dữ luôn, rất là lì. Đây đất cũng rất sâu ha. Bên kia đứng, bên đây quay đầu đi nha.
hay là hai cái chỗ đó đó quý vị. Hiện tại bây giờ là mới có 9 giờ rưỡi mà mây nữa nè, có chú chị mây nữa nè, bữa nào cũng cứ 9 rưỡi 10 giờ 10 mấy là bắt đầu đen cảnh á. Nói chung ở đây cái gò này không có gắn quan này, chạy cài cũng rất là khỏe, giờ có gắn quan đâu là chạy né mấy cái đường quan cũng rất là khỏe. Cắt xong là ta cuốn rơm, ta cuốn rơm là trên gò là phải bắt đầu cài tàu ha. Hôm giờ nói chung là khu vực mình mưa quá mưa, nên là nào cũng bị hư, chẳng hạn là lúa nó hư vàng, cái nhỏ bỏ quá trời luôn. Rồi cài đất lên để phơi. Chung hôm nay lâu lắm mình cũng mới gặp được những chiếc máy cày như thế này, nên mình quay cái video nó hơi dài chút, mong cô chú chị các bạn cũng ráng theo dõi cái video của mình nha, ủng hộ mình nha cô chú chị. Thì những cái dòng máy như Giang đây là 60 với
rồi đó. Với cái con này á, là tại cái cửa hàng anh Hữu Thành có hết nha. Thì những bạn nào mà có nhu cầu cần về máy á, thì hãy xem là cái video tại cửa hàng của anh Hữu Thành ha, có số điện thoại rồi luôn đó, thì ảnh sẽ tư vấn cho quý vị các bạn luôn nha. Bây giờ trời cũng sắp mưa rồi quý anh chị, nên gió nó có hơi ồn, cái chú chị nghe không được rõ thì có cảm rồi nha, bây giờ gió quá gió. May nè, bây giờ 9:30 mà đã hình thành rồi nè. Xem cái miếng trên này ha, còn hai cái miếng dưới thì mình quay cái video nó rất là dài, chủ yếu quay cái miếng trên này thôi, cái miếng trên này là cũng dài dữ lắm rồi cô chú chị, 3 lần nữa. Bự cô chú chị ơi, mình tưởng đâu 3 lần, hai giờ vô đông đây cái nó nở rộng ra, cái này còn 4 lần hơn, lại đầu ngoài chừng 3 lần này, đầu ngoài nó ốm, đầu trong này nó rộng quá rộng. Cái này mình sẽ quay rõ cho cô chú chị các bạn xem ảnh bóp ba da là cái là bên đây đứng ở bên kia quay nha. Đứng lại ha, đứng bên kia quay nè, bóp nhã bóp nhã, rất là hay. Đứng lại, đứng lại.
Và thì nói chung là bây giờ cái video của mình cũng dài tầm cả 20 phút rồi quý chị. Thì tạm thời kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp lại quý chú chị và các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Thì quý chú anh chị thấy cái video về máy cài mini của mình hay hữu ích, hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nha quý chú chị. Và hẹn gặp lại quý chú chị và các bạn trong video tiếp theo.